Xin chào cả nhà, welcome tất cả mọi người đã tới với kênh của Anaha. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2020. Hôm tối Chủ nhật, Tổng thống Trump đã đặt bút ký một cái gói cứu trợ, gọi là gói cứu trợ thứ hai, trị giá 900 tỷ đô la. Trước đó, ông Trump đã đe dọa không ký và yêu cầu nâng cái số tiền cứu trợ người dân lên từ 600 lên tới 2.000 đô la, mặc dù nó đã được hai đảng ở Quốc hội thông qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Thì chiều ngày hôm qua, Hạ viện do bà Nancy Pelosi đứng đầu đã thông qua cái con số 2.000 đô la cho người dân Mỹ, thay thế cho 600 đô la mà Thượng viện đã thông qua vào tuần trước. Đó là cái luật mà Tổng thống Trump đã ký trong cái gói mà 900 tỷ, nó đã trở thành luật. Nhưng mà trước khi mà ông ký thì ông yêu cầu là sẽ thay thế cái con số 600 đô la trở thành con số 2.000 đô la cho người dân Mỹ. Để thông qua Hạ viện thì cần phải có 2/3 số phiếu của Hạ viện. Một cái check nhiều hơn cái check ban đầu là 1.200 đô la đã được Hạ viện đưa ra những cái dự luật trước đó, nhưng mà đã bị những người bên đảng Cộng hòa bác bỏ. Cho nên bây giờ Tổng thống Trump ủng hộ cho cái check lớn hơn cái check lần trước, thì rất được sự hoan nghênh của bà Nancy Pelosi và những người bên đảng Dân Chủ, cho nên nó đã được thông qua một cách nhanh chóng với một cái con số phiếu là 275 phiếu đồng ý và 134 phiếu không đồng ý, đại đa số phiếu đồng ý. Thượng viện tuần trước, Thượng viện đã thông qua cái con số mà 900 tỷ cho cái người dân Mỹ, chia ra mỗi người được 600 đô la mỗi người. Nhưng mà Tổng thống Trump nói con số 600 đô la quá ít, cho nên muốn là con số 2.000 đô la đã được thông qua bên phía đảng của bà Nancy Pelosi. Bây giờ lên tới Thượng viện. Thượng viện ở đây, người đứng đầu Thượng viện là ông Mitch McConnell. Ông cũng đã đồng ý ủng hộ Tổng thống Trump tăng cái check lên là 2.000 đô la cho mỗi người dân. Nhưng mà nó phải được sự đồng ý của Thượng viện, có nghĩa là phải bỏ phiếu bầu. Một cái check 2.000 đô la được sự ủng hộ của rất là nhiều người, nhưng mà khi nó lên Thượng viện thì là một cái câu chuyện khác. Những người ở Thượng viện không có ủng hộ một cái check lớn, nhưng mà Tổng thống Trump đã ủng hộ một cái check lớn, thì hy vọng tất cả những người ở đảng Cộng hòa ở trên Thượng viện sẽ ủng hộ một cái check lớn 2.000 đô la giống như Tổng thống Trump. Và một cái check lớn này rất là được mong đợi bởi tất cả mọi người dân Mỹ. Trong cái gói cứu trợ thứ hai này thì dự kiến ban đầu là cái số tiền là 600 đô la cho một cái check, nhưng mà hy vọng nó có thể thay thế đó là 2.000 đô la cho một cái check cho những người có thu nhập dưới 75.000 đô la một năm trở xuống, và 150.000 đô la cho một cặp vợ chồng sẽ được gấp đôi cái số tiền đó. Các gia đình có đủ điều kiện có con phụ thuộc sẽ nhận được thêm 600 đô la mỗi đứa con. Lần này người ta gọi là người phụ thuộc chứ không phải là gọi là trẻ em nữa. Khác với lần trước, lần này những công nhân Mỹ có vợ hoặc chồng không có số an sinh xã hội vẫn nhận được cái khoản trợ cấp này. Đây là một cái tin vui cho những người mà vợ hoặc chồng không có cái số an sinh xã hội, đã không được nhận cái 1.200 đô la kỳ trước rồi. Cái gói cứu trợ sẽ bảo vệ người thuê nhà bằng cách gia hạn lệnh ngưng trục xuất thêm một tháng nữa, đến hết ngày 31 tháng 1. Trong hoàn cảnh này thì mình nghĩ là tới hết ngày 31 tháng 1 thì cũng còn hơi là ít, bởi vì
cái tình hình dịch bệnh còn rất là nhiều, cái con số đang gia tăng rất là cao, cho nên công ăn việc làm cũng khó khăn hơn. Và chỉ còn một tháng nữa là cái lệnh trục xuất ra khỏi nhà hết hiệu lực thì cũng hơi ít, cho nên hy vọng là từ đây tới đó sẽ có những cái thay đổi khác để cho người dân được có cái nơi để ở. 285 tỷ đô la cho các khoản vay để hỗ trợ tiền lương cho các doanh nghiệp nhỏ, PPP loan và các khoản trợ cấp thất nghiệp liên bang trong 11 tuần, và trong đó không có thể thiếu cho cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Lần này thì được hiệu hỗ trợ thêm là 11 tuần cho đến hết ngày 14 tháng 3 năm 2021, và mỗi người sẽ nhận được là 300 đô la một tuần. Như mọi người đều biết, phe dân chủ người đứng đầu là bà Nancy Pelosi rất ủng hộ một cái check 2.000 đô la cho dân Mỹ. Cho nên khi mà Tổng thống Trump yêu cầu làm một cái check thứ hai trị giá là 2.000 đô la cho mỗi người dân Mỹ, thì ngay lập tức chiều ngày hôm qua Hạ viện đã chính thức thông qua cái dự luật chi trả cho người dân Mỹ 2.000 đô la cho một cái check lần thứ hai. Nhưng mà cái check này có đến tay người dân Mỹ hay không cũng tùy thuộc vào Thượng viện, và Thượng viện là do đảng Cộng hòa nắm giữ. Như chúng ta đã biết, hiện thời là Hạ viện là do đảng Dân chủ chiếm đại đa số và Thượng viện thì do đảng Cộng hòa chiếm đại đa số. Tất cả mọi người ở Hạ viện thì ủng hộ cho cái check này, và những người ở Thượng viện họ không đồng ý với cái check 2.000 đô la này. Cho nên trong cái statement của Tổng thống Trump có một cái chi tiết, đó là ông yêu cầu gia tăng cái số tiền 600 đô la lên đến 2.000 đô la. Cái này là một cái khoảng cách từ 600 đô la đến 2.000 đô la, chứ không nhất thiết là phải một cái check 2.000 đô la. Cho nên đảng Cộng hòa sẽ dựa vào chi tiết này, có thể là thêm thắt hoặc là giảm bớt cái số tiền 2.000 đô la. Thượng viện sẽ thông qua cái dự luật của Hạ viện ngày hôm nay. Không biết họ có giữ nguyên cái số tiền mà một cái check 2.000 đô la hay không, hay là họ sẽ giảm xuống, chứ không phải là giữ nguyên cái check 2.000 đô la giống như Hạ viện đã thông qua. Ông Mitch McConnell là người đứng đầu của Thượng viện đã rất ủng hộ cái ý kiến của Tổng thống Trump là gia tăng cái check lên đến 2.000 đô la, nhưng mà ông chỉ hứa hẹn là gia tăng cái check lên đến 2.000 đô la thôi, chứ không phải là một cái check 2.000 đô la cho dân Mỹ. Cho nên tất cả mọi người hãy đợi xem điều gì sẽ xảy ra vào cuối ngày hôm nay.